Dạ, con thưa sư, con đọc câu hỏi thứ nhất từ Phật tử. Mấy chục năm nay con đi chùa chỉ viết lễ Phật cầu xin phù hộ việc này việc nọ. Từ khi có hiện tượng sư Minh Tuệ sôi nổi ở trên mạng, con mới tìm hiểu đạo Phật nhiều hơn, mới biết đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo tu tâm, chứ không phải đạo mê tín, cầu xin, cúng bái. Tại sao đại đa số các chùa không giảng chánh pháp mà cứ để cho tín đồ Phật tử si mê cầu cúng như thế ạ? Đúng là đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo tu tâm, thì điều đó là đúng, đúng với bản chất của đạo Phật. Chứ thực sự thì đạo Phật không phải là đạo cầu cúng, không phải là đạo mê tín. Bởi vì Đức Phật là bậc tu tâm, cho nên Ngài đã đi đến sự giác ngộ. Rồi sau khi giác ngộ rồi, thì Đức Phật cũng chỉ giảng dạy những giáo pháp để cho mọi người tu tâm, rồi từ cái sự tu tâm ấy mà đi đến cái sự giác ngộ như chính bản thân mình. Đức Phật cũng chỉ mong muốn cho mọi người hãy tu tâm và hãy đi đến sự giác ngộ. Bởi vì những cái tâm bất thiện nó ở trong mình, những cái tâm thiện nó ở trong mình. Người không tu tâm thì để cho cái tâm bất thiện nó phát triển, nó sinh khởi, làm ra nhiều việc tội lỗi, để sau này phải chịu cái quả báo khổ đau. Còn những người nào có tu tâm thì đoạn trừ được những bất thiện ấy, thì sẽ đi đến đoạn trừ hết tất cả những khổ đau, đạt được niết bàn an vui giải thoát. Thì đó là chủ trương của Đức Phật, thì đó là tư tưởng của Đức Phật, thì đó là giáo pháp của Đức Phật, thì đó là Phật pháp. Nhưng mà để giác ngộ được người khác thì rất khó, không phải dễ, không phải ai cũng giác ngộ được, không phải ai cũng thấy được pháp ấy, không phải ai cũng có thể chấp nhận được pháp ấy, cũng không phải ai cũng có thể tu tâm được, không phải ai cũng có thể đi đến giải thoát được. Nên là khi Đức Phật giác ngộ rồi, Ngài ngồi, Ngài quan sát, Ngài quan sát cái tâm tánh của chúng sinh, Ngài thấy rằng giáo pháp mà Ngài giác ngộ quá thâm sâu, quá vi diệu, quá thù thắng. Cái giáo pháp này là giáo pháp đi đến ni dục, đi đến ni tham. Trong khi đó thì tâm tánh của chúng sinh là chìm đắm trong tham lam, trong những tham dục. Thế bây giờ giảng dạy cái giáo pháp này ra thì rất khó có thể có người có thể hiểu được, có thể nào mà giác ngộ được cái giáo pháp này. Nếu như bây giờ ta thuyết giảng giáo pháp này mà mọi người không hiểu thì thật là mệt mỏi cho ta. Chính Đức Phật cũng đã suy nghĩ như thế. Chúng sinh này quá nặng về tham dục, mà giáo pháp này là phải ni dục ni tham mới giác ngộ được. Và thuyết giảng giáo pháp này không phải là dễ, để giác ngộ cho đời không phải dễ. Rồi lúc ấy Đức Phật cũng quan sát giống như là cái hồ sen ấy, có những cái hoa sen nổi trên mặt nước, hoa sen còn trong nước đã ra khỏi bùn, có những hoa sen còn ở trong bùn. Vậy khi thuyết giảng giáo pháp này cũng sẽ có người đi đến giác ngộ và giải thoát, nhưng cũng có những người chỉ có thể phát khởi được niềm tin mà thôi, và từ cái niềm tin ấy rồi tương lai họ sẽ dần dần đi đến giải thoát. Như vậy còn có những người, người ta sẽ không tin, người ta không hiểu gì, giống như hoa sen còn đang nằm ở trong bùn, không tin, không hiểu được giáo pháp này. Vậy thì giáo pháp này khi lan tỏa ở trên cuộc đời sẽ vậy, sẽ có người hiểu, giác ngộ, thực hành theo và đi đến giác ngộ giải thoát. Sẽ có người phát khởi niềm tin nhưng mà chưa có thực hành, chưa đi đến giác ngộ. Và cũng sẽ có những người, người ta sẽ phỉ báng, người ta chống đối, người ta không tin, người ta không chấp nhận, người ta không công nhận, người ta cho rằng không có cái sự giác ngộ giải thoát hay đạo quả gì cả. Đấy, thì cái lẽ thường ở trên đời nó sẽ là như vậy. Thì khi Đức Phật thuyết giảng giáo pháp và mọi người giác ngộ rồi, từ năm anh em ông Kiều Trần Như, sau đó rồi đến 60 vị tỳ kheo đầu tiên đã được chứng đặt cái pháp, tức là chứng được cái đạo quả A-la-hán, thì lúc ấy Đức Phật có khuyến khích rằng nay ta và các ông là những người đã thoát khỏi sinh già bệnh chết, đã thoát khỏi cái khổ đau sinh tử, vậy mỗi người hãy đi một hướng, mỗi người hãy đi một con đường, đừng đi hai người trên một con đường, và hãy thuyết pháp hoàn hảo ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Hãy thuyết về giới, về định, về tuệ. Hãy thuyết về khổ, về nhân sinh ra khổ.
sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ, để cho những người có trí tuệ, người ta sẽ được đoạn tận khổ đau. Đấy là cái gì huấn? Đấy là cái lời khích lệ của Đức Phật, là hãy đi truyền bá cái giáo pháp giác ngộ này đến mọi nơi, mọi nẻo đường, mọi miền quê. Và 60 vị A-la-hán mỗi người đi một nơi, rồi Đức Phật cũng đi đến cái xứ Uruguena để hóa độ cho 1.000 đạo sĩ thờ nửa. Như vậy rồi tăng chúng được lập nên ngôi Tam Bảo, sinh ra bà tứ chúng đệ tử tại gia và xuất gia của Đức Phật. Thì cứ những cái hàng đệ tử nào mà giác ngộ được giáo pháp thì cái vị ấy sẽ khi đầu tiên là từ cái niềm tin, rồi sau đó đi đến, rồi sau đó thọ trì pháp, sau đó thực hành pháp, và sau đó sẽ giác ngộ giáo pháp. Vậy thì giáo pháp được phát khởi từ niềm tin mà cho đi đến cái sự giác ngộ, phải có tín thì mới có tuệ. Cho nên khi gặp một cái người nào đáng được hóa độ, đáng được Đức Phật thuyết giảng, thì Đức Phật sẽ thuyết giảng cho vị ấy về cái sự nguy hiểm, về cái sự hạ nhiệt, về cái sự nhiễm ô của các dục. Đức Phật luôn luôn nói với để giảng dạy cho đời hiểu rằng các dục là vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Muốn nói là những cái tâm tham của mình, tham đắm, hay là những cái tâm sân hận, những cái tâm ô nhiễm của mình, đấy là sự nguy hiểm, đấy là sự hạ nhiệt, đấy là sự nhiễm ô. Còn cái sự ni dục, cái sự ni tham, đấy là cái sự cao thượng, đấy là sự thanh tịnh, đấy mới là cái sự an vui. Rồi Đức Phật mới thuyết giảng về các cái cõi sống, về cái cảnh giới an vui của các cái cõi thiên giới, hay là những cõi khổ đau, các cái cõi đọa xứ, những cái nhân nào sẽ đi về cái cõi lành, những cái hành động như thế nào đi về cái cõi khổ đau, để cho cái người đấy có một cái niềm tin sâu sắc về nghiệp và quả của nghiệp. Khi mà cái người ấy đã, cái tâm tánh đã được nhu nhuyễn thuần thục, vững chắc cái niềm tin rồi, thì lúc ấy Đức Phật thấy rằng người này có thể giác ngộ ngay tức thì Ngài sẽ thuyết giảng lên các sự thật, thuyết giảng lên đây là khổ, đây là nhân sinh đang khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Còn nếu như Đức Phật biết rằng cái người này mà chưa đủ cái duyên để giác ngộ, có thể Đức Phật sẽ cho vị đấy một cái pháp thiền, khuyến khích vị đấy hãy thực hành một pháp thiền chỉ, thiền định, thiền tứ niệm xứ, thiền niệm hơi thở, hay là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Hoặc là vị ấy hãy thực hành một pháp thiền quán bất tịnh để ni tham, thực hành lại tâm từ để đoạn tần sân hận. Hoặc là vị ấy thực hành thiền Vipassana tuệ để thấy được tâm tâm sở, sắc pháp niết bàn. Thì vị ấy tuần tự tu tập để đi đến giác ngộ. Hoặc cũng có người thì Đức Phật chỉ giảng giải về những thiện và bất thiện thôi. Tham là thiện, vô tham là tham là bất thiện, vô tham là thiện, sân là bất thiện, vô sân là thiện, si là thiện và vô si là vô si là bất thiện, vô si là thiện. Hãy đoạn trừ tham sân si thì sẽ có an vui, còn tham sân si thì còn khổ đau. Có thể Đức Phật cũng thuyết giảng như vậy để gieo cái niềm tin cho người ấy, rồi cái niềm tin ấy khi nào nó lớn lên thì dần dần cái vị ấy sẽ đi đến cái sự giác ngộ. Giống như là cái niềm tin là cái hạt giống đầu tiên, vậy thì một cái người phải có niềm tin trước. Khi có niềm tin rồi, vị ấy mới đi đến gần, vị ấy mới đi tầm sư học đạt. Khi có niềm tin rồi thì vị ấy mới có cái sự tinh tấn học đạo tu tâm. Khi có niềm tin rồi, vị ấy mới có cái sự tàm quý, biết hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Có niềm tin rồi, vị ấy mới dần dần đi đến đoạn trừ tham sân si, mới đi đến gần, mới nghe pháp, mới thọ trì pháp, rồi mới đi đến sự giác ngộ. Vậy cho nên ở trên các hàng Phật tử, đệ tử của Đức Phật vậy, sẽ có những cái hạng người thì chỉ dừng lại ở niềm tin thôi, và cái niềm tin đấy nó chưa đủ mạnh thì vị chưa đi đến giác ngộ ở hiện tại, nhưng sẽ đi đến giác ngộ ở tương lai. Còn có những người cái niềm tin đấy nó phát triển rất là nhanh, cái hạt giống niềm tin nó phát triển rất nhanh, vì ấy có thể đi giác ngộ ở trong hiện tại này. Và vì vậy nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật có di huấn rằng sau này hãy xây những cái bảo tháp, xây những cái bảo tháp của ta ở các cái ngã tư đường. Các cái ngã tư đường ấy, bảo tháp để thờ kim thân xá lợi tượng Phật ấy, để cho dân chúng, quần chúng nhân dân
khi nhìn thấy những ngôi bảo tháp này, những kim thân xá lợi tượng Phật này, các vị ấy sẽ nhớ đến đạo hạnh của một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Các vị ấy sẽ ghi nhớ, tưởng nhớ lại rằng đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thế, thế gian giả, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Vì ấy đã ra đời như vậy, đã đi xuất gia như vậy, đã thành đạo như vậy, đã thuyết pháp như vậy và đã nhập Niết Bàn như vậy. Tưởng nhớ đến đến đạo hạnh của Đức Phật như vậy thì cũng có thể tăng trưởng cái niềm tin, phát khởi cái niềm tin ở những người chưa có niềm tin, tăng trưởng niềm tin ở những người đã có niềm tin. Từ cái niềm tin ấy, vị ấy có thể sinh thiên giới, sinh lại cõi đời này, có nhân duyên với Phật Pháp, rồi sau đó sẽ được gặp Phật Pháp, tu tâm và đi đến giác ngộ giải thoát. Và cũng có những cái hàng thì Đức Phật cũng giảng dạy rằng hãy thực hành giới định tuệ để đi đến giải thoát ở ngay trong hiện tại. Với một người nào mà niềm tin đã viên mãn rồi thì Đức Phật khích lệ vị ấy hãy tiếp tục thực hành giới định tuệ, hay là vị ấy cũng có thể vì lợi ích của người khác có thể thuyết giải rộng rãi về những pháp mà do Thế Tôn đã thuyết giảng, như đã được thấy, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Thì có thể là có những cái người có cái tâm nguyện muốn cho người khác được giác ngộ, vị ấy có thể thuyết giảng giáo pháp như đã được thấy, tức là như vị ấy đã được giác ngộ, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vậy những ai người ta có thể học thuộc được Phật Pháp, đã từng giác ngộ Phật Pháp, người ta cũng có thể thuyết giảng Phật Pháp cho người khác giác ngộ. Rồi đạo Phật từ Ấn Độ đã lan truyền, đã được truyền bá đi đến các quốc gia khác, các vùng miền khác, các cái nơi khác, và trong đó có thể là đã được truyền bá về đất nước Việt Nam từ 2.000 năm nay rồi. 2.000 năm đạo Phật đã được truyền bá trên đất nước Việt Nam. Nhưng khi mà truyền bá đạo Phật đến một nơi nào thì cũng phải có kinh, có luật, có luận, cũng phải để lập nên một ngôi chùa thờ Phật thì rất là dễ. Dễ, rất là dễ, không có khó. Nhưng mà để mà hiểu được giáo pháp mà tu tâm đi đến giác ngộ thì rất là khó, không phải dễ. Truyền bá để mà xây dựng được một ngôi chùa thì rất nhiều người làm được, rất nhiều người ở trên đời làm được. Nhưng mà để mà tu tâm đi đến giác ngộ giải thoát thì rất khó, rất ít người có thể làm được. Vì khi mà muốn truyền bá đạo Phật đi đến một cái quốc độ khác thì cần phải phiên dịch tất cả những cái kinh điển đấy. Vì đạo thì cần phải có giáo lý, có giáo pháp, có giáo luật, và những cái kinh điển ấy cần phải được phiên dịch ra bằng cái ngôn ngữ địa phương ấy. Như muốn truyền bá đến Trung Quốc thì tất cả những kinh điển ấy phải được dịch ra bằng cái tiếng Hán, bằng cái chữ Hán. Hay là muốn truyền bá đến một cái quốc gia khác thì kinh điển ấy phải được phiên dịch ra bằng chính cái tiếng địa phương của quốc gia ấy. Cũng như vậy, khi đạo Phật được truyền đến Việt Nam thì để muốn cho một cái người dân Việt Nam được giác ngộ về giáo pháp của đạo Phật thì việc xây dựng nên ngôi chùa sẽ là rất là nhiều, lan tỏa rất nhanh. Trong thời đại Lý Trần thì các cái vua chúa, các vua quan đại thần đều tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, cho nên dân chúng bắt chước ở tất cả các vùng miền đều xây dựng chùa chiền, bảo tháp, tượng Phật thì rất là nhiều. Nhưng kinh điển thì phiên dịch sang tiếng Việt thì không có không phải là dễ, rất là khó khăn. Thì ở những cái thời buổi đầu thì lúc ấy người dân Việt Nam còn dùng bằng chữ Hán và chữ Nôm. Thì lúc ấy kinh điển được dịch ra chữ Hán và chữ Nôm. Thì một cái người mà muốn hiểu được giáo pháp thì cần phải nghiên cứu kinh điển. Thì lúc ấy kinh điển bằng chữ Hán, chữ Nôm, nhưng mà trải qua mấy trăm năm như vậy, Phật giáo cũng rất là hưng thịnh trong những cái thời đại mới được truyền vào, rất là hưng thịnh, nhất là trong thời đại Lý Trần. Và sau đó thì đạo Phật vẫn tiếp tục lan tỏa phát triển đến mọi vùng miền, và các hàng và người dân Việt Nam vẫn có cái đức tin với đạo Phật cũng rất là cao. Có rất là nhiều người đi xuất gia, trở thành tăng ni, cũng có những hàng Phật tử tại gia, và hầu như dân chúng đại đa số đều là những người có ảnh hưởng, những tín đồ của đạo Phật. Có người vì trong đạo Phật vẫn có những người có niềm tin vì nhờ có đi chùa lễ Phật, và người ta phát khởi lên cái niềm tin
tin về Đức Phật. Nhưng mà cũng trong cái niềm tin ấy thì cũng có những người có niềm tin hợp trí tuệ và có niềm tin thì ni trí. Tức là có những người chỉ thuần có niềm tin nhưng mà không hiểu. Tức là chỉ thuần đi lễ Phật nhưng không hiểu Phật là gì. Vì không được học Pháp, không được nghiên cứu kinh điển. Cho nên là có tin Phật, lễ Phật, cúng Phật và nghĩ rằng Phật sẽ phù hộ độ trì cho mình. Cho nên cái tín ngưỡng đó là cúng bái, cái tín ngưỡng là cầu xin. Nghĩa đến như Phật như một vị thần linh vậy, cầu xin những cái điều may mắn tốt đẹp. Thì đó là những cái tín ngưỡng. Những cái tín ngưỡng ấy thì nó không có trí tuệ, giống như các tín ngưỡng dân gian khác vậy thôi. Nhưng mà chỉ khác là người ta biết đến chùa lễ Phật. Thì cái điều đó cũng là tốt. Từ cái niềm tin ấy sẽ lớn dần lên, rồi sau đó đến một lúc nào đó đủ nhân duyên thì có thể sẽ được mới hiểu sâu hơn nữa, thì sẽ biết được rằng đạo Phật là đạo tu tâm, đạo đi đến giác ngộ. Nhưng nếu như mà mình không có niềm tin, không đi đến chùa, không lễ Phật, thì mình đâu có để tâm và tìm hiểu rằng đạo Phật là đạo tu tâm giác ngộ vậy đâu. Vậy thì trong rất nhiều người có niềm tin ấy mới có người đi đến sự giác ngộ được. Và trong những rất nhiều những người đi đến chùa ấy thì rất nhiều người chỉ thuần có niềm tin vậy thôi. Trong đó sẽ có một số ít người là phát khởi nên được cái trí tuệ giác ngộ, tìm hiểu xem Phật là gì, Pháp là gì, Đức Phật dạy cái gì, và tu tập theo giáo Pháp của Đức Phật thì sẽ đạt đến cái gì. Nếu như những người có những cái thắc mắc ấy, có những cái tư tưởng muốn tìm hiểu ấy, thì cái vị đấy sẽ để tâm tìm hiểu. Còn nếu mà mấy chục năm về trước thì để mà tìm hiểu, mà hiểu được Pháp thì rất là khó. Vì mấy chục năm về trước, khi mà cái văn hóa Việt Nam bắt đầu từ cái chữ Nôm, chữ Hán chuyển sang chữ Quốc ngữ, thì để mà phiên dịch được kinh điển từ cái chữ Hán, chữ Nôm ấy chuyển sang chữ Quốc ngữ thì rất là hạn chế, rất là hạn chế. Cách đây khoảng gần 30 năm trước, lúc ấy sư đi xuất gia vào trong chùa, thì lúc ấy chùa chỉ có một cái tủ kinh nhưng toàn là chữ Nho, toàn chữ Hán, không hề có tiếng Việt. Để cho những người tu lâu năm rồi thì mới có thể hiểu được cái nghĩa ở bên trong. Và chỉ có khoảng 20 năm trở lại đây thì kinh điển mới bắt đầu được phiên dịch đầy đủ hoàn thiện ra các cái bộ kinh bằng tiếng Việt. Và mới có khoảng hơn chục năm trở lại đây thì những cái sách, kinh sách mới được Việt hóa hoàn toàn. Đấy là cả về các cái kinh điển về Bắc truyền, từ chữ Hán bắt đầu được dịch sang tiếng Việt thì mới được phổ cập, phổ biến rộng rãi. Mới một cái thời gian gần đây thôi, khoảng hơn chục năm nay, 20 năm nay, nhất là cái khu vực miền Bắc này, thì vẫn có cái sự ảnh hưởng của chữ Hán rất là lớn. Và cái Việt hóa thì còn rất là mới nặng, hơn chục năm nay mới được Việt hóa hoàn toàn. Còn về Phật giáo Nam truyền thì kinh điển bằng gốc Bali và cũng mới được phiên dịch ra tiếng Việt cũng hơn chục năm trở về đây. Nhất là từ khi mà có bộ kinh Nikaya Đại Tạng Kinh của Hòa Thượng Minh Châu phiên dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt một cách hoàn chỉnh và đầy đủ. Thì kể từ lúc đấy đến giờ mới có hơn chục năm nay thì cái kinh điển bằng tiếng Bali này, kinh điển Nikaya này mới được phiên dịch một cách đầy đủ và hoàn chỉnh. Chứ trước kia cái người học đạo ngay ở các chùa cũng không có kinh điển để mà nghiên cứu, để mà tu tập, rất hạn chế, rất hi hữu như vậy. Và rất ít sách vở như vậy. Vì vậy cho nên là cái lúc đấy trong dân gian chỉ thuần có niềm tin thôi, đi chùa lễ Phật thuần có niềm tin, và lúc đấy có rất ít giảng sư, rất ít người giảng dạy Phật Pháp. Và đến thời điểm bây giờ, và hoặc là từ thời điểm bây giờ trở đi, thì cái nguồn tư liệu kinh sách đã được Việt hóa đầy đủ hết rồi, cả về kinh điển Nam truyền, kinh, Đại Tạng Luật, Đại Tạng Luận, và các kinh điển Bắc truyền cũng đã được Việt hóa rồi. Và có đầy đủ những cái mạng thông tin, những cái hệ thống ở trên các thông tin bây giờ, vào điện thoại, vào vi tính là đầy đủ hết các phần mềm, các kinh điển đấy. Ai cũng có thể nghiên cứu được Phật Pháp, ai cũng có thể học được, ai cũng có thể hiểu được. Chỉ cần người có cái tâm tìm hiểu thì vì ấy sẽ tìm hiểu được một cách dễ dàng kinh điển ấy trên mạng, hay là ở các ngôi chùa cũng bắt đầu thời gian gần đây thì mới
có những cái phong trào thuyết giảng Phật Pháp, giảng dạy kinh điển Phật Pháp. Chứ nếu như Phật Pháp mà được giảng dạy lâu đời rồi, hoặc là kinh điển mà được Việt hóa lâu năm rồi, hoặc là tất cả các chùa đều có cái phong trào giảng dạy Phật Pháp, mỗi một ngôi chùa là một cái ngôi trường Phật học, thì bây giờ tất cả các tăng ni Phật tử đã hiểu Phật Pháp hết và không còn mê tín nữa. Thì ở có một số ngôi chùa thì vẫn còn có những nghi lễ, và những cái nghi lễ tế tự, hay là những cái việc các Phật tử đi đến chùa thắp hương, hương hoa, cúng Phật theo một cái nghi lễ truyền thống, thì đấy cũng là một cái nhân duyên để gieo cái hạt giống niềm tin. Rồi những cái người nào mà cái niềm tin đấy mạnh lên thì sẽ tìm hiểu Phật Pháp. Tìm hiểu Phật Pháp rồi thì ấy sẽ biết được đạo Phật là đạo tu tâm, là đạo đi đến giác ngộ, chứ không phải là đạo mê tín, chứ không phải là cầu xin thế này. Từ trước đến giờ hầu hết mọi người đi chùa lễ Phật là để cầu an, cầu siêu, cầu sức khỏe, cầu may mắn, cầu này cầu kia. Nhưng thực ra nếu như bây giờ ai hiểu sâu về Phật Pháp, ai có tìm hiểu về Phật Pháp thì mới biết rằng những cái điều cầu ấy là viển vông vô ích, không phải là những cái điều cầu ấy sẽ có được hiện thực. Nếu như bây giờ tất cả mọi người hiểu ra cái này thì mọi người sẽ đều cảm thấy ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Ồ, thì ra từ trước đến giờ mình hiểu sai về Phật Pháp. Mình đi chùa lễ Phật nhưng mà mình chưa hiểu đúng về Phật. Vì đạo Phật là đạo tu tâm, đi đến giác ngộ, chứ đâu có phải là đạo cầu xin. Nên vì Đức Phật chỉ dạy, Đức Phật vẫn có thể dạy cho mình có được cái sự an vui ấy bằng chính những cái hành động của mình. Hãy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu ấy. Thì tất cả những cái điều ấy mình sẽ không bị những cái quả báo của những cái hành động bất thiện ấy nữa. Người nào mà tham sân si, rồi sinh ra sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì mình sẽ gặp những cái quả báo của những cái việc bất thiện ấy. Còn nếu như mình từ bỏ những việc bất thiện ấy thì mình sẽ được những cái phước lành an vui tự tại. Vậy thì đi chùa để thọ trì những cái tam quy ngũ giới, và thọ trì bát quan trai giới, để lễ Phật, để tụng kinh, để nghe Pháp, để ngồi thiền, thì đấy chính là cái Pháp giác ngộ. Còn cái Pháp mà để cầu xin thì đấy là cái Pháp mê tín. Nhưng mà cũng nhân duyên là từ có cái niềm tin ấy, rồi dần dần mình mới tìm hiểu hơn, hiểu sâu hơn, thì có những ngôi chùa giảng dạy Phật Pháp. Thì với những người nào muốn tầm cầu Phật Pháp, mình phải đi đến những cái ngôi chùa có giảng dạy Phật Pháp ấy để mình học Phật Pháp. Còn có những người không có cái nhu cầu học hỏi, tu tập, mà chỉ có cái nhu cầu tín ngưỡng thôi, thì cái vị ấy sẽ đi đến những cái ngôi chùa phục vụ tín ngưỡng để mà gieo những cái niềm tin của mình. Rồi dần dần cái niềm cũng sẽ tạo được cái duyên với Phật Pháp. Mình có đi đến chùa, có lễ Phật, có những cái nghi lễ ấy, rồi mình cũng sẽ có cái duyên. Và cái, từ những cái nhân duyên ấy mà mình sẽ đi đến cái sự giác ngộ ở tương lai. Vậy thì có người thì ngộ trước, có người ngộ sau. Ai đã có duyên đến với Phật Pháp thì đều có cái sự lợi lạc, đều có cái sự lợi ích. Và tất cả những hàng tăng ni hay là ở tất cả các chùa, thì ai học Phật Pháp rồi cũng đều có một cái nguyện vọng, có cái mong muốn cho người khác cũng được giác ngộ như mình. Ai giác ngộ rồi cũng đều mong muốn cho người khác được giác ngộ. Ai giải thoát cũng đều muốn cho người khác được giải thoát như mình, như vậy. Nhưng mà phải, cái này nó còn tùy duyên từng người để mà giác ngộ, giải thoát cho người khác. Những người có nhân duyên mới giác ngộ được, những người có nhân duyên mới giải thoát được. Những người chưa đủ nhân duyên, dù có giảng Phật Pháp, họ cũng không nghe, họ cũng bỏ ngoài tai. Dù có bảo họ là hãy bỏ đi những cái thủ tục này đi, bỏ những cái mê tín này đi, bỏ những cái lễ bái này, viết sớ sách cầu an, dâng sao giải hạn này đi, bỏ cái việc cúng giấy tiền vàng mã này đi, thì có những người, người ta hiểu ra, người ta sẽ tin theo. Nhưng mà cũng có những người không hiểu và người ta nhất quyết, người ta không tin theo. Người ta cứ sống theo cái quan điểm, theo cái tục lệ, theo cái tín ngưỡng, theo cái cổ truyền của người ta, thì cái đấy cũng không ai làm gì được. Vì vậy cho nên là vẫn có những người đến chùa với cái niềm tin, với cái sự mê tín như vậy, nhưng mà cũng có những người đến chùa với sự giác ngộ, hiểu được Phật Pháp.
Và có những người đi đến chùa vì cái sự cầu đạo, vì cái sự mong muốn được tu tâm, vì cái mong muốn được giải thoát giác ngộ. Thì cái điều đó giống như là một cái bông hoa đã nở, đơm bông kết trái vậy. Thì cái điều đó là tốt đẹp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Phật tử tới ạ. Dạ, xin nhờ sư lại giảng giải giúp con câu kinh Pháp Cú 308 ạ. Dạ, thà nuốt hòn sắt nóng, cháy đỏ lực than hồng, hơi ác, hơn ác lưới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Ở đây ăn đồ ăn quốc độ là gì ạ? Thà nuốt hòn sắt nóng, cháy đỏ rực than hừng, hơn ác giới buông lung, ăn đồ ăn quốc độ. Đây Đức Phật muốn nói rằng, cái câu này là Đức Phật muốn thức tỉnh những vị sa môn, những vị tu, những vị nhất là với người xuất gia mà sống bằng cái hạnh khất thực, sống bằng cái hạnh khất thực xin ăn. Thì những người ấy luôn luôn phải có một cái sự thức tỉnh mà rằng mình cần phải sống một cách có giới hạnh, có đức hạnh, có đạo hạnh thì mới không bị mắc nợ với những người thí chủ đã dâng cúng, đã cúng dường những cái thực phẩm này cho mình. Vậy gọi là thả. Nếu như một cái người nào sống bằng cái đồ ăn quốc độ, ở đây muốn là đồ ăn khất thực, tức là sống bằng cái hạnh khất thực xin ăn ấy, thì vì ấy cần phải sống làm sao để cho những cái người thí chủ người ta có phước, giống như người ấy phải làm một cái mảnh ruộng phước điền cho những người thí chủ. Vậy thì vị ấy cần phải giữ giới, giữ giới trong sạch, giữ gìn không được làm những việc tội nôi về thân, về khẩu, về ý, phải giữ giới, cần phải tu tâm, tức là phải tu tâm cho được thanh tịnh tâm, cần phải phát triển trí tuệ. Thì cái người ấy sẽ là cái phước điền vô thượng, tức là người ấy phải sống thiện lành, sống một cách nghiêm túc, ngay thẳng, chân chánh. Và vì ấy cần phải sống giải thoát khỏi cái tục trần, hướng đến đoạn trừ phiền não tham sân si, nỗ lực đoạn trừ phiền não tham sân si và hướng đến chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn. Nếu như vì ấy sống đúng pháp như vậy, sống theo thiện pháp như vậy, sống theo chánh pháp như vậy, thì bản thân vì ấy cũng sẽ được cái sự lợi ích mà các thí chủ cúng dường cái đồ ăn khất thực, người ta cũng được phước. Còn nếu như mà cái vị sống bằng cái hạnh khất thực mà không có sống chân chánh, nghiêm túc, ngay thẳng, hướng đến giải thoát khổ đau như vậy, thì vị ấy sẽ bị đọa địa ngục, đọa địa ngục ở tương lai. Thà nuốt hòn sắt nóng, cháy đỏ rực then hừng, thì thà nuốt hòn sắt nóng mà chết ngay trong hiện tại này, thì chỉ chết một lần thôi, đau khổ có một lần. Còn vào trong địa ngục có thể là phải nuốt hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi, ở trong cái địa ngục đấy thiêu đốt hàng trăm ngàn lần, hàng trăm ngàn năm, và cái thời gian thọ cái khổ đau ấy rất lâu dài, không biết đến khi nào mới ra. Nên Đức Phật mới thức tỉnh như vậy, cảnh tỉnh như vậy đối với các hàng sa môn, và sống bằng cái hạnh khất thực xin ăn thì cần phải nỗ lực tu tâm giải thoát, chứ không được ăn rồi chơi bời phóng đãng, phóng dật phóng túng thì sẽ bị mắc nợ và tương lai bị đọa vào địa ngục rất đau khổ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đinh Quyết ạ. Dạ, con đọc vi diệu pháp, con nói là tuổi thọ của con người là từ 10 tuổi đến cao nhất là một A Tăng kỳ tuổi. Nhưng con cũng có nghe ở một số bài giảng khác con nói tuổi thọ của con người cao nhất đến 100.000 tuổi. Xin sư cho con hỏi cách nói nào mới đúng ạ? Cái tuổi thọ con người bắt đầu giảm, A Tăng kỳ kiếp giảm và A Tăng kỳ kiếp tăng, giảm xuống đến 10 tuổi rồi tăng đến 100.000 tuổi. Thì đấy được gọi là một A Tăng kỳ, một A Tăng kỳ như vậy. Thì đúng là như vậy. Có cái ý gì nữa? Dạ, con xin đọc lại ạ. Dạ, con đọc vi diệu pháp, con nói là tuổi thọ của con người là từ 10 tuổi đến cao nhất là một A Tăng kỳ tuổi. Nhưng con có nghe ở một số bài giảng khác con nói là tuổi thọ con người lên đến cao nhất là 100.000 tuổi.
Thì đấy, đúng đúng thì cái tuổi thọ giảm và tăng lên đấy thì được gọi là A Tăng Kỳ, chứ không phải là A Tăng Kỳ Kiếp. Cái từ A Tăng Kỳ Kiếp khác, như Đức Phật tu 4 A Tăng Kỳ Kiếp, 100.000 đại kiếp khác. Còn đây là A Tăng Kỳ Kiếp giảm, A Tăng Kỳ Kiếp tăng, thì là như vậy. Thì cái câu nói là đúng, cho mình chưa hiểu đúng đâu. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Nhiên ạ. Dạ, con có gặp một vấn đề lúc thực hành thiền là khi buông nhẹ tâm trí vào khoảng không, như thể xung quanh là khoảng không của vũ trụ, không có hình tướng gì nhưng vẫn tỉnh giác, cảm nhận được hiện thực thì con dễ vào định hơn khi thiền niệm hơi thở. Con có thử niệm ấn Đức Phật hoặc dùng pháp thiền bảo hộ khác trước khi chú tâm vào thiền hơi thở nhưng vẫn khó vào định, mất nhiều thời gian hơn. Con nghĩ mình đã sai sót ở chỗ nào đó, mong sư văn hỷ chỉ thêm cho con ạ. Đấy là một cái kinh nghiệm của bản thân mình, nhưng không được vướng vào cái kinh nghiệm đấy quá nhiều. Khi mà mình thực hành thiền hơi thở thì quan trọng nhất là cái thực hành thiền hơi thở thôi. Còn cái lúc đầu mình thực hành thiền tâm từ hay một cái pháp thiền gì đó là để đối trị với các triền cái. Nếu như người mà có cái tâm sân hận nó nhiều, khi ngồi cái triền cái về sân hận nó cứ sinh khởi, thì mình cần phải đại tâm từ 10, 20 hoặc 30 phút để dẹp bớt cái sân hận đấy đi. Hoặc cái người mà có tánh tham dục thì cần phải niệm về tử thi xác chết để dẹp bớt cái tham dục ấy đi. Hoặc, vậy thì mỗi người có những cái triền cái nặng khác nhau thì sẽ có cái pháp thiền bảo hộ hỗ trợ làm cho tâm thanh tịnh bớt đi, rồi sau đó thì chú tâm nhận biết hơi thở vào ra. Còn mình thích thử nghiệm một cái kinh nghiệm của riêng mình như vậy, nhưng nó không đúng pháp thì không nên thực hành. Mình đến một lúc nào đó nó sinh ra cái sự chấp trước, sinh ra cái sự ngã mạn, nghĩ rằng ta phát minh ra cái pháp mới này, rồi sau đó mình đi tuyên truyền về pháp mới đấy nữa thì rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên là tốt nhất là nên thực hành theo đúng pháp, đừng có nghĩ ra một cái pháp gì đó nó là mới lạ rồi mình lại đến lúc nào đó lại cho rằng đấy là một cái pháp môn của riêng mình, thì lúc đấy mình sẽ trở thành bị xuyên tạc pháp. Nên đừng chấp vào cái đó, cứ tiếp tục thực hành theo đúng pháp thì tốt hơn. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thời An gửi qua Facebook ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi, tháng 7 Vu Lan ở bên Phật giáo Nguyên Thủy có tụng kinh gì để cầu an cho cha mẹ và hồi hướng cho tổ tiên không ạ? Có thể tụng kinh bảo hộ, 11 cái bài kinh bảo hộ ấy là những cái bài kinh tụng phổ thông nhất. Có thể tụng những cái bài kinh đấy rồi hồi hướng cái phước tụng kinh ấy là được. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tân Cương kênh Facebook ạ. Dạ, thưa thầy, xin thầy cho con hỏi, con mới tập ngồi thiền thì có nên nhắm mắt không ạ? Vì khi con nhắm mắt một thời gian ngắn thì dẫn đến hôn trầm ạ. Có nhắm mắt, đã hành thiền thì chỉ có nhắm mắt mà thôi, không có pháp thiền nào mở mắt cả. Vì vậy hãy cứ nhắm mắt vào thực hành và yên tâm mà thực hành, chứ đừng mở mắt. Dạ, con xin đọc hành câu hỏi từ hành giả Kala kênh YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi tại sao người đồng tính xuất gia tu tập không đạt được kết quả? Người đồng tính là người vô nhân, người đã bị quả của nghiệp rất là nặng. Vì vậy nên là tâm không định tĩnh được, vì trong cái tâm tục sinh của người ấy không có trí tuệ, không có cái vô tham, vô sân, vô si, cho nên giữ cái chánh niệm không được lâu, ngồi rất là phân tâm, rất tán tâm, rất loạn tâm, cho nên là không vào được định, không đắc định và không đắc được đạo quả ở trong kiếp này được. Vì vậy nên là đã là người đồng tính thì không nên xuất gia, bởi vì không có hy vọng chứng đắc đạo quả gì cả. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Huỳnh Thanh Nhàn kênh YouTube ạ. Dạ, kính bạch sư, con có câu hỏi thắc mắc là tại sao nữ giới thường đi chùa nhiều hơn nam giới, cho dù chùa theo hệ Bắc Tông hay Nam Tông ạ, con cũng thấy vậy ạ. Nữ giới đi chùa nhiều hơn bởi vì mà người nữ có đức tin nhiều hơn, người nữ thì có cái sự khiêm hạ nhiều hơn và dễ tiếp thu cái sự học hỏi
của người khác nhiều hơn. Vậy cho nên là vì đi chùa cần có cái sự cung kính, thì người nữ dễ phát khởi cái tâm cung kính lễ Phật hay là nghe giáo giới, thì người nữ dễ dàng hơn, cái đức tin dễ phát triển hơn, cho nên người nữ đi chùa nhiều hơn. Người nam thì thiên về lý trí nhiều hơn, và vì vậy nên cái đức tin thấp hơn. Hơn nữa là người nam sẽ có cái sự ngã mạn nhiều hơn, ví dụ như là vì cái sự cung kính sẽ ít hơn, và sẽ khó có cái sự nhu nhuyễn thuần thục để nghe những cái sự chỉ dạy giáo giới. Cho nên là người nam đi chùa ít hơn. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả gửi qua kênh YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, một vị đã chứng quả Tu Đà Hoàn, nếu tái sinh làm người trong kiếp kế tiếp, thì vị đó có biết mình đã là một vị thánh sơ quả không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu vị ấy mà hóa sinh, như là sinh làm chư thiên, thì vị ấy sẽ nhớ được, nhớ lại được mình kiếp trước, mình chứng đạo quả. Còn nếu vị ấy sinh làm người, thì lúc đầu vị đó không nhớ. Nhưng mà sau đó vị ấy mà thực hành thiền ý, nếu mà thực hành thiền chỉ, thiền quán, rồi đến cái giai đoạn vị ấy mà hướng về cái kiếp quá khứ, thì vị ấy mới nhớ được là mình đã chứng đạo quả. Thực hành đến thiền chỉ, thiền quán thì mới nhớ được. Nếu như vị ấy không thực hành thiền thì vị ấy cũng chẳng nhớ, chẳng biết được. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Kim Sơn. Dạ, kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, trong thiền niệm hơi thở, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập, an tịnh toàn thân vị ấy thở ra, vị ấy tập, thì thực hành như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái an tịnh này nó diễn ra một cách tự nhiên. Mình cứ biết hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở ngắn, hơi thở dài, và biết toàn thân hơi thở. Rồi thì lúc đầu hơi thở nó thô thiển, sau đó thì hơi thở nó vi tế đi. Thì khi mà trạng thái hơi thở nó nhẹ đi, nó mịn màng, nó vi tế đi, đấy chính là an tịnh. Khi mà có định, có quang tướng, ánh sáng, nimitta xuất hiện, thì lúc đấy cái hơi thở nó trở nên rất là vi tế, rất nhẹ nhàng, rất mong manh. Thì lúc đấy được gọi là an tịnh. An tịnh là một cái diễn ra một cách rất hoàn toàn tự nhiên, do cái tâm mình nó an, nó nắng xuống, thì nó tạo ra hơi thở an tịnh. An tịnh, cái tâm an tịnh thì nó tạo ra hơi thở an tịnh, chứ không phải cái đấy mình không cần là phải thực hành thế nào cả, mà cứ quan sát hơi thở vào ra, quan sát hơi thở ngắn dài, quan sát toàn thân hơi thở, rồi hơi thở nó tự động nó trở thành an tịnh thôi. Khi nào tâm an, tâm tịnh thì hơi thở nó sẽ an và nó tịnh theo. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Huệ Thông ạ. Dạ, kính bạch sư, vì sao thời Phật, Phật hiếm khi thuyết giảng pháp của tỳ kheo ni cho cư sĩ nghe ạ? Đức Phật thuyết giảng một pháp nào thì Đức Phật biết được cái căn tánh của người đấy. Khi Đức Phật thuyết pháp trong một cái hội chúng đông, có thể có cả tỳ kheo ni, hoặc là các nam nữ cư sĩ, hoặc là các vị chư thiên, thì Đức Phật vẫn thuyết giảng chung chung vậy, và trong đó thì vẫn có những hàng cư sĩ nghe pháp và giác ngộ pháp. Còn khi mà Đức Phật thuyết pháp trực tiếp cho một cái hàng cư sĩ nào đấy, không có tỳ kheo ở đấy, thì Đức Phật biết rằng cái người này ngộ pháp, người này có thể lĩnh hội được pháp gì, thì Đức Phật sẽ thuyết pháp đấy. Tức là có những người mà Đức Phật chỉ thuyết pháp để khích lệ người ta phát khởi niềm tin, giữ gìn niềm tin, tăng trưởng niềm tin thôi. Thuyết về nghiệp và quả của nghiệp để cho vị ấy bỏ ác làm lành, tu tâm dưỡng tánh vậy thôi. Còn khi Đức Phật biết được cái người này sẽ giác ngộ được chân lý, sẽ giác ngộ được đạo quả, thì Đức Phật mới thuyết giảng về các sự thật. Vậy chứ không, thì không phải là Đức Phật không thuyết về pháp của hàng xuất gia cho người tại gia. Có thuyết, nhưng chỉ gặp những người có đủ cái trí tuệ để nghe, hiểu, giác ngộ được pháp ấy thì Đức Phật mới thuyết. Còn gặp ai mà Đức Phật biết những cái người này chưa đủ cái căn cơ, nó chưa thuần tịnh, chưa thuần thục, thì Đức Phật mới không thuyết, chứ không phải là Đức Phật không thuyết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Vân ạ. Dạ, ở quê con thấy có nhiều người xung quanh mua vé số mỗi ngày, người nghèo mua vé số với hy vọng trúng giải lớn để đổi đời, người giàu cũng mua để hy vọng giàu hơn. Lâu lâu có người trúng lớn, nhưng đa phần họ không làm từ thiện mà chỉ giữ tiêu xài bản thân và gia đình.
Có nhiều người quan niệm khi trúng số thì nên làm từ thiện, nếu không sẽ bị bệnh tật và tốn tiền chữa trị hoặc tiêu xài hoang phí thì tiền trúng số cũng hết. Theo người trúng số là điều may mắn, theo sư đó là may mắn hay tổn hao phước? Chúng ta nên tìm kiếm và mong cầu vào việc trúng số không ạ? Khi được trúng số ta có nên làm từ thiện không ạ? Không nên chơi số vì nó loạn tâm. Một cái người mà chúng chơi số giống như người đánh cờ bạc ấy. Đánh cờ bạc tâm rất là bất an, và cái này nó là được thua mà. Khi mình mất mình sẽ rất là khổ đau, mà bất mãn. Còn khi được thì nó lại rất là tham đắm vào đấy. Vậy thì cái pháp này, cái chơi cái sổ số đấy là một cái pháp phóng dật. Đã là cái pháp đấy chỉ tăng thêm tâm bất thiện thôi. Dù có làm từ thiện đi chăng nữa thì cũng không tốt, vì nó vẫn là cái tâm bất thiện. Và cái mà mình có trúng được cái tài vật mà mình có thành tựu được ấy, nó không thanh tịnh, không trong sạch. Vậy cho nên có đem bố thí thì cũng không hay, không tốt, không tốt đẹp gì cái lối sống đấy cả. Vì vậy nên đã là Phật tử, là người hiểu đạo ấy, thì nên dứt bỏ cái chơi xổ số hay là cờ bạc đi. Thì nó làm tán tâm loạn ý, nó làm cho người đấy tăng trưởng tà kiến, si mê, tham lam, ngã mạn. Không có lợi nào, không lợi ích gì. Nên buông bỏ, nên dứt bỏ, nên từ bỏ. Chứ không nên hy vọng này, chúng hay không chúng, hay là làm cái gì với cái đấy cả. Nên buông xả nó đi, dứt bỏ đi. Và không làm cái việc đấy nữa. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tường Vi ạ. Dạ, khi hành thiền hơi thở, nếu con giữ được chánh niệm liên tục, không có vọng tưởng, chỉ nhận biết hơi thở thì tối đa bao lâu sẽ xuất hiện ánh sáng ạ? Con ngồi giữ chánh niệm liên tục, chỉ nhận biết hơi thở qua 30 phút, con vẫn không thấy có ánh sáng gì hết. Thì có phải do tiền kiếp con chưa từng hành thiền không ạ? Cái này nó còn do cái tâm nó bị ô nhiễm hay tâm thanh tịnh. Người tâm mà thanh tịnh rồi, người ta ngồi một thời là có ánh sáng. Mà cái người tâm ô nhiễm thì phải ngồi rất lâu. Nó giống như là mình mang hai cái áo đi giặt. Cái áo mà để lâu ngày quá, nó bám bụi bẩn quá nhiều, thì phải giặt rất lâu. Một tiếng, hai tiếng, rất nhiều tiếng đâu nó mới tẩy sạch hết được. Còn có những cái áo nó còn đang sạch rồi, nó chỉ vướng một chút bụi thì người ta phủi qua một cái là nó sạch ngay. Thì cái tâm nó vậy. Người nào có tu nhiều đời nhiều kiếp, tâm thanh tịnh sẵn rồi, chỉ ngồi một lúc là vào định tĩnh được. Còn có những người phải ngồi rất nhiều ngày, rất lâu ngày, lâu tháng, lâu năm thì mới vào định tĩnh được. Cái này nó còn tùy thuộc ba la mật, cái căn quyền, tín tấn, niệm, định tuệ của mỗi người khác nhau. Vì vậy khi ngồi không nghĩ đến cái điều đó, mình chỉ ngồi cho an tâm, ngồi cho tịnh tâm, ngồi đấy để chú tâm, ngồi đấy để canh chừng cho những phiền não không sinh lên, ngồi đấy để giữ tâm trên cái đối tượng ấy, để chánh niệm, để tỉnh giác. Như vậy chứ đừng mong là mình vào được định, đừng mong là thấy ánh sáng gì hết. Rồi khi nào nó tất cả những cái điều ấy nó đầy đủ viên mãn rồi, chánh niệm được viên mãn rồi, và những cái ô nhiễm đã bớt đi rồi, thì tâm đã thanh tịnh ra rồi, thì lúc đấy nó tự động nó sẽ tỏa sáng lên thôi. Không nên mong cầu, không nên hy vọng, mà cứ nên nỗ lực tinh tấn ngồi. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ một Phật tử gửi tới ạ. Dạ, con bạch sư, thủ lâm có phải là hành lâm hoặc tà lâm không, và quả báo sẽ thế nào ạ? Cái quả báo của những cái pháp đấy nó là pháp hạ niệt, tham dục. Cái điều là tham dục, điều là hạ niệt, điều là chướng đạo, chướng cho cái con đường tu tâm giải thoát. Vì vậy nên là dứt bỏ được nó thì mới dứt bỏ đi cái cấu uế hạ niệt, sẽ đưa đến cái sự thanh tịnh, định tinh, mới đưa đến sự tấn hóa nợ nạc, mới đưa đến cái sự tu tâm đi đến giác ngộ giải thoát được. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đinh Nam ạ. Dạ, nếu con muốn xuất gia nhưng lại gặp rất nhiều chứng duyên và ràng buộc thì có phải là con chưa phù hợp để đi xuất gia hay không ạ? Đi xuất gia mà có nhiều cái chướng duyên, ai đi xuất gia? Rất nhiều người đi xuất gia có chướng duyên không phải dễ. Để có được thuận duyên đi xuất gia cũng là cái duyên của từng người. Như Đức Phật đi xuất gia đâu dễ đâu. Vua cha ngăn cản, ác ma ngăn cản, đủ mọi thứ chướng ngại ràng buộc, ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu dứt bỏ được. Cũng rất là khó, nhưng mà quyết tâm, quyết chí thì
thì quyết định cao, quyết đoán cao thì mới dứt ra và mới thì vẫn đi được. Khi mà cái trong cái nội tâm của mình nó có cái sự thôi thúc mãnh liệt, mạnh mẽ thì cái gì cũng dứt được, khó khăn đến đâu cũng dứt được. Nhưng mà trong nội tâm của mình nó chưa có cái sự thôi thúc mạnh ý. Nó thỉnh thoảng nó khởi lên một cách yếu ớt, hời hợt. Thì kể cả có người hối thúc mình, ủng hộ mình, khích lệ mình đi, chưa chắc mình đã đi. Còn nếu mà trong cái tâm nó đã có sự hối thúc mạnh, mãnh liệt rồi, thôi thúc, và thì dù có ràng buộc đến mấy, dù có khó khăn đến mấy, vị đó cũng đi bằng được, quyết chí buông bỏ và dứt bỏ ra đi bằng được. Cái này nó không phải là cái chướng ngại bên ngoài, không phải là vấn đề, mà trong nội tâm mình ấy, cái quyết tâm nó cao hay nó thấp mà thôi. Khi nào cái quyết tâm ấy, cái nguyện vọng, cái tâm nguyện nó mạnh thì nó sẽ thôi thúc mạnh, thì lúc đấy thì cái gì cũng giữ được hết, đi được hết. Dạ, con đưa thư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Đăng Niệm ạ. Dạ, do bình thường tính con nhát nên khi hành thiền hơi thở, có một lần con thấy một ngôi nhà tranh, trong đó lại có rất nhiều chư tăng đang quỳ lạy. Con im lặng quan sát thì lại các vị chư tăng đó lại chuyển thành bộ xương, con rất sợ và muốn xả thiền. Đến lần sau con cũng thấy chư tăng, con tác ý khéo tâm thì chư tăng lập tức biến thành bộ xương, con sợ. Sau đó con chuyển năm pháp hành thiền bất tịnh, dùng những hành ảnh bộ xương để quán bất tịnh. Sau đó thì có bộ xương biến mất, con trở về bóng đen vô tận và hơi thở. Như vậy có sao không ạ? Đấy là cái ảo tưởng. Khi ngồi chú tâm liên tục thì những cái tưởng của mình nó tạo ra những hình ảnh này kia. Mà nhớ lần sau có những hình ảnh nào dứt ngay lập tức, dứt ngay lúc bắt đầu là mới khởi lên, buông xả ngay, không được đi theo nó, không được thấy cái cảnh này, cảnh khác như vậy. Chú ở trên cái cảnh đấy nó hiện ra những cảnh khác nhau rồi, không dứt ngay mà vẫn đi theo nó một khoảng thời gian như vậy. Thì những lần sau nó rất dễ sinh ra, và rất dễ sinh ra ảo tưởng, hoang tưởng, loạn tưởng. Và những cái pháp đấy nó dễ khiến cho mình đi sai đường, mình đi vào tà định. Vậy nên là nhớ lần sau thức tỉnh cao hơn, tỉnh giác cao hơn, thấy một cái hình ảnh gì nó xuất hiện lên cái gạt ngay đi, hướng ngay tâm về hơi thở, dứt ngay cái hình ảnh đấy đi, đừng đi theo nó, thì nội tâm mình mới an định, mới định tĩnh được, mới có thể tiến bộ trong pháp thiền của mình được. Con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hà Đình Hải ạ. Dạ, trong Phật giáo có các từ nói về thời gian như kiếp, tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp, A Tăng kỳ kiếp. Xin sư giảng cho con về những từ này có ý nghĩa thế nào ạ? Trong kinh thì Đức Phật nói đến cái từ đại kiếp rất là nhiều. Đã tu bao nhiêu kiếp, đã từng tu tập trong bao nhiêu kiếp trước. Thì những cái từ ấy hiểu một cách đầy đủ thì nó có tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Như là một cái thời kỳ kiếp giảm và kiếp tăng. Từ khi mà bắt đầu có sự sống trong cái thời kỳ của trái đất này, có cái trải qua bốn quá trình thành trụ hoại không ấy, thì thời kỳ kiếp trụ có con người sinh sống từ cái tuổi thọ rất là cao giảm xuống độ thấp nhất, rồi từ cái mức độ thấp nhất tăng lên cái mức độ cao nhất, thì được gọi là một tiểu kiếp. Đấy là một thời thì kiếp giảm kiếp tăng. Và 20 tiểu kiếp như vậy thì được gọi là một trung kiếp. Mà một trung kiếp ấy, và một trung kiếp ấy là một thời kỳ thành, một trung kiếp ấy là một thời kỳ kiếp trụ, một trung kiếp ấy là một thời kỳ kiếp hoại, một trung kiếp ấy là thời kỳ kiếp không. Vậy thì thế giới trải qua 4 thời kỳ thành trụ hoại không thì sẽ trải qua 4 cái trung kiếp, và 4 trung kiếp ấy gộp lại thành một đại kiếp, nên mới gọi là một đại kiếp đấy. Đức Phật tu 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp là vậy. Mỗi một đại kiếp là gồm có 4 trung kiếp đấy, và mỗi một trung kiếp là 20 cái tiểu kiếp ấy. Mỗi một tiểu kiếp là một lần giảm và một lần tăng như vậy. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hà Đình Hải ạ. Là trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có bao nhiêu vị Phật trong một kiếp trái đất? Chỉ có một vị Phật được sinh ra hay có thể có nhiều vị Phật được sinh ra?
có nhiều vị Phật sinh ra, nhưng trong pháp của Đức Phật nói đến trong một đại kiếp này có 4 vị Phật trước Phật tức là và còn một vị Phật tương lai, Phật Metteja tương lai, Phật hiện tại là Phật Gotama, Phật trước Phật Gotama Phật Kassapa, trước Phật Kassapa Phật Câu La Hà Mâu Ni, trước Phật Câu La Hà Mâu Ni rồi có Phật Kukasanda, rồi có Phật mà rồi đấy là trong đại kiếp này là có 4 vị Phật đã ra đời và còn một vị Phật tương lai sẽ ra đời nữa là 5 vị Phật. Rồi 31 đại kiếp về trước thì có Phật 30 đại kiếp về trước có Phật 91 đại kiếp về trước có Phật Tỳ Bà Thi. Rồi sau đó Đức Phật nói đến dần dần các cái vị Phật ở trong quá khứ, trong kinh Đại Bổn Trường Bộ Kinh ấy, thì nói về 24 vị Phật. 24 vị Phật là tính từ cách đây 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, từ cái vị Phật Nhiên Đăng, Phật Dibankara là Phật đã thọ ký cho vị Bồ Tát Sumedha, là Bồ Tát sau này đã tu thành Phật Chánh Đẳng Giác bây giờ, là Phật Thích Ca giờ. Thì là trong kinh Đức Phật chỉ nói đến 24 vị Phật đấy thôi, tức là từ 4 A Tăng kỳ kiếp về trước và 100.000 đại kiếp trước cho đến bây giờ là trải qua 24 vị Phật. Chỉ đấy là trong kinh Nikaya chỉ nói đến 24. Còn trước đó thì cũng có chứ không phải không có. Trước đó trước cái đấy 5 A Tăng kỳ kiếp, 10 hàng trăm hàng ngàn A Tăng kỳ kiếp về trước thì cũng có rất nhiều, nhưng Đức Phật không nói đến vì nó quá xa, quá lâu nên không cần thiết phải nói đến, nhưng mà chắc chắn là có. Còn rất nhiều các vị Phật Chánh Đẳng Giác ở trong quá khứ nữa, nhưng mà Đức Phật không đề cập đến, không nói đến. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ Phật tử tiếp theo. Dạ, con thưa sư, con có chí nguyện muốn xuất gia, nhưng giữa phái Bắc Tông và Nam Tông con đang phân vân nên đi theo hướng nào. Con mong sư chỉ thêm cho con thêm thông tin về sự thuận lợi và bất lợi của tu nữ ạ. Con xin thành kính chia. Trường phái Nam Truyền Nguyên Thủy thì giữ nguyên những cái pháp học, pháp hành và cái sự sinh hoạt giống như thời Đức Phật, từ y áo, bi bát và tu tập các pháp môn, không thêm vào cái gì Phật không nói, không bớt đi những gì Phật đã dạy. Thì cho nên gọi là Nguyên Thủy Nam Truyền, đấy là muốn tu theo đúng như thời Đức Phật thì xuất gia theo bên Nam Truyền. Còn Phật giáo Bắc Truyền thì gọi là Phật giáo phát triển. Phật giáo Bắc Truyền phát triển qua các giai đoạn, phát triển qua các thời kỳ, phát sinh nhiều những cái mới với tư tưởng hành Bồ Tát Đạo, dẫn thân nhập thế, tạo các ba la mật để tu thành Phật ở trong tương lai. Đấy, nếu như mà muốn thành Phật trong tương lai để độ chúng sinh, bây giờ tạo tác các ba la mật nhiều để tương lai thành Phật độ chúng sinh thì tu theo Phật giáo Bắc Truyền, tùy theo tâm nguyện, nguyện vọng của mình. Như vậy mà lựa chọn thuận lợi và bất lợi của tu nữ. Tu nữ là tu theo Phật giáo Nam Truyền thì chỉ có tu nữ mà không có tỳ kheo ni. Thì cái thuận lợi của tu nữ thì đó là việc xuất gia dễ dàng và có cái điều kiện để mình đi thẳng vào học kinh luật luận và thực hành giới định tuệ. Một vị tu nữ thì có cái thời gian để học, nó không có cái áp lực quá nhiều đối với cái việc thọ giới, hay là đối với việc phải đi làm trụ trì, hay là đối với những việc ấy là vị ấy phải có bằng cấp, phải đi ra làm giảng sư, hay là những cái áp lực để phấn đấu để có cái địa vị, có cái danh vọng này kia, thì với tu nữ thì không có, không quan trọng, không quan trọng những cái danh vọng địa vị mong cầu ấy, mà chỉ có an phận và học và hành pháp một cách miên mật thì đấy là cái thuận lợi. Còn cái bất lợi của tu nữ thì đó là tu nữ thì cũng có nhiều cái sự thiệt thòi, nhiều cái sự thiệt thòi hơn, như là không có được những cái danh chính ngôn thuận ở trong tăng chúng như là làm tỳ kheo ni, hay là không có những cái danh chính ngôn thuận để đi ra làm trụ trì, tức là những cái người nào mà có cái tham vọng, có những cái mong cầu lớn thì sẽ tu theo bên Phật giáo Bắc Truyền để thọ giới làm tỳ kheo,
rồi đi học các trường Phật học, rồi sau này làm thầy có thể độ được đệ tử. Đấy là một vị tỳ kheo ni thì có những cái quyền lợi ấy. Còn tu nữ thì không có quyền lợi ấy. Tu nữ không có quyền độ đệ tử xuất gia. Mà một vị khác xuất gia làm tu nữ là sẽ xuất gia với một vị tỳ kheo, chứ không xuất gia với tu nữ. Vì vậy nên là tu nữ không được làm thầy tế độ, không làm thầy bổn sư. Vì ấy nếu có trình độ cao, vì ấy có thể làm thầy giáo thọ, dạy người khác về pháp học, pháp hành, kinh nghiệm của mình thì được. Nhưng mà không có đệ tử về tế độ thì không có. Thì đấy là cái thiệt thòi của tu nữ là thế. Nhưng mà cái thuận lợi của tu nữ là không có những áp lực. Làm thầy có áp lực của thầy. Mong cầu cái gì nó có áp lực. Vậy thì có cái thời gian để chuyên tâm hành thiền chỉ quán hơn. Cho nên là tu nữ mà muốn tu giải thoát thì dễ dàng nhanh chóng. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ Hình Đại Thanh Trí ạ. Dạ, thưa sư, nếu trong kinh điển Nguyên Thủy không có nói đến Đức Phật A-di-đà thì ai là tác giả của bộ kinh A-di-đà ạ? Ai là tác giả của kinh A-di-đà thì bây giờ chỉ có trở về cái thời cách đây 2.000 năm trước ấy thì mới biết được. Còn bây giờ không ai biết được. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ Hành giả Thái Châu ạ. Dạ, trong lúc ngồi thiền niệm hơi thở có 16 pháp quán về hơi thở, vậy mình có cần quán hết 16 hơi thở trong một thời thiền không ạ? Hay mình chỉ cần quán một pháp thôi ạ? Chỉ cần quán 4 cái pháp đầu tiên, vị ấy cảm giác hơi thở vào vị ấy biết, hơi thở vào ra biết, hơi thở ra, cảm giác hơi thở vào ngắn, ra ngắn, vào dài, ra dài, vị ấy biết. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy biết. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vào, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Chỉ như thế thôi. Còn đến cái giai đoạn mà quán thọ, quán tâm và quán pháp, với hỷ thọ tôi sẽ thở vào thở ra, nạc thọ sẽ thở vào thở ra, tâm hân hoan, tâm định tĩnh, tâm giải thoát, quán vô thường, ni giam, luận diệt, từ bỏ, thì đấy là thuộc về thiền tuệ, thiền vipassana. Thì sau này hành đắc định rồi, tức là khi mà thực hành ở cái khúc đầu, bốn cái câu đầu ấy, ở bốn cái bước đầu ấy, về thiền hơi thở ấy, là đã viên mãn được thiền định nhé, đã viên mãn được tứ thiền của thiền hơi thở rồi. Chứ không phải là quán một lúc cả 16 cái đấy đâu, mà quán ngay một cái khúc đầu, bốn cái câu đầu ấy đã phải vào được đến tứ thiền rồi. An tịnh, vào sơ thiền là tâm an tịnh, nhị thiền tâm an tịnh, tam thiền là tâm an tịnh, hơi thở vào hơi thở ra, tứ thiền là an tịnh hoàn toàn, không còn hơi thở vào ra nữa. Đấy, cái an tịnh hơi thở vào hơi thở ra đã đạt đến cái các tầng thiền rồi. Sau đó mới quán về cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào thở ra, nạc thọ tôi sẽ thở vào thở ra, với tâm hân hoan, tâm định tĩnh, tâm giải thoát, là lúc ấy vị đó đã phân biệt về các thọ rồi, các thọ của cái của bốn tầng thiền đấy rồi. Sau đó là quán đến tâm thức của bốn tầng thiền đấy, sau đó là quán đến các tâm sở của các tầng thiền đấy, nữa nó quán thân thọ tâm pháp của cái pháp thiền hơi thở đấy, để đi đến giác ngộ giải thoát là vậy. Nên chung một bài kinh mà Đức Phật đã dạy một cách vắn tắt tổng quát cả một cái lộ trình tu tập đi đến giác ngộ. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Hành giả Thái Châu ạ. Dạ, tại sao Phật Độc Giác lại không thể truyền dạy giáo pháp giác ngộ tới cho được mọi người được ạ? Phật Độc Giác thì là một bậc cũng giác ngộ, một bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Nhưng bởi vì cái giác ngộ các cái chân lý thì có hai pháp, đó là pháp tục đế và pháp chân đế. Chỉ có người thấy được pháp chân đế, được tâm tâm sở, được sắc pháp, được niết bàn thì vị ấy mới giác ngộ hoàn toàn. Thì Phật Chánh Đẳng Giác cũng giác ngộ như vậy, Phật Độc Giác cũng giác ngộ như vậy. Nhưng Đức Phật Chánh Đẳng Giác vì có cái tuệ, nó là phân tích, vì có cái tuệ có thể phân tích được pháp chân đế. Phật Chánh Đẳng Giác sẽ phân tích ra được sắc, đây là sắc chân đế, đây là nhãn tịnh sắc, đây là nhĩ tị thiệt thân tịnh sắc, đây là sắc tục sinh, đây là cái sắc do tâm sinh, thời tiết vật thực sinh, đây là sắc mạng căn, đây là thân tịnh sắc, đây là sắc giới tính. Phật Chánh Đẳng Giác mới dùng cái ngôn ngữ chế định để diễn tả những cái pháp chân đế. Đây là các tâm xúc thọ tưởng tư, tín niệm tảm quý, vô tham vô sân.
những cái trạng thái tâm ấy nó không có màu, không có mùi gì cả. Nhưng mà một vị Đức Phật độc giác cũng thấy các tâm tâm sở, các sắc ấy nó sinh diệt, thấy vô thường của vô ngã của nó. Nhưng Đức Phật độc giác không có cái trí là dùng ngôn ngữ chế định để diễn đạt cái pháp chân đế, cho nên không có thể giảng dạy được cái pháp siêu thế cho người khác giác ngộ như mình. Còn Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì có thể dùng những ngôn ngữ chế định thông thường này để diễn đạt các pháp chân đế ấy, cho nên là mới có thể thuyết về khổ, nhân sinh ra khổ, dự diệt khổ và con đường đi đến diệt khổ, khiến cho người khác giác ngộ được như mình. Thì có sự khác nhau vì cái nguyện vọng khác nhau, vì cái trí giác khác nhau, cho nên là một vị chỉ ngộ giác ngộ cho mình, còn một vị có thể giác ngộ được cho người khác. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vân ạ. Dạ, khi mình nhìn thấy một người ăn mặc nghèo khổ, bệnh tật thì mình sẵn sàng cho tiền để giúp đỡ. Tuy nhiên có một số người luôn ăn mặc quần áo đẹp, ở nhà đẹp nhưng họ không có việc làm nên không có tiền. Họ hỏi mượn tiền bạn bè hay bè con xung quanh để xài và không có khả năng trả lại số tiền đã mượn, nên những người quen đành phải cho luôn số tiền đó. Rơi vào trường hợp phải giúp đỡ họ miễn cưỡng như vậy, con cảm thấy không vui nên làm việc này chắc không có kết quả gì tốt đẹp cho con, đúng không ạ? Con còn phân biệt về chuyện ăn mặc của người này người kia. Con nghĩ nếu họ có vẻ nghèo khổ buôn bán vất vả để mưu sinh làm người khác động lòng thương xót, còn những người thông qua các mối quan hệ quen biết rồi đòi hỏi người khác giúp đỡ thì không còn là sự tự nhiên. Con phải làm như thế nào để bản thân hoan hỷ giúp người khác trong mọi hoàn cảnh thì tâm con sẽ trở nên tốt hơn ạ? Giúp người khác nhưng mà vẫn phải có trí tuệ, biết được cái người ấy nên giúp hay không nên giúp, có những người nên thân cận, có những người nên tránh xa. Vì đôi khi cái lòng tốt của mình mà không có trí tuệ thì mình cứ thấy ai có nhu cầu gì mình cũng cho. Mình gặp con cọp nó là ta muốn ăn thịt ngươi, mình có cho được không? Có người mình giúp được nhưng mà người ta mà mình mà cứ dễ dãi quá, rồi đến lúc người ta sẽ xin hết luôn cả xương cả thịt của mình, người ta xin vợ con của ông tôi cũng muốn, nhà cửa ông tôi cũng muốn, rồi tôi muốn tất cả mọi thứ, thì lúc ấy mình sao cho hết được. Vậy nên là không phải là cái lòng tốt của mình là phải chiều người khác tất cả mọi thứ trên đời. Vậy nên là Đức Phật dạy biết lựa chọn từng người mà giúp. Có những người có thể giúp nếu như người đó mình biết rằng cho người đó vay người đó trả lại thì mới cho vay, người đó không trả lại làm sao không cho vay nữa. Như vậy thì mới là người mới sống được ở trên cái cuộc đời này, chứ không phải là lúc nào cái lòng tốt của mình cũng có thể áp dụng với tất cả mọi chúng sinh được. Nên là cái lòng tốt của mình phải cần có lý trí, có trí tuệ, và để đặt đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, chứ không phải là cái lòng tốt đặt một cách bừa bãi được. Bố thí cũng vậy, cũng cần phải là thiện tâm hợp trí tuệ. Rồi bố thí cho ai mà mình cảm thấy hoan hỷ thì bố thí, mà bố thí ai mình cảm thấy bất an khổ đau thì cũng không nên bố thí nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Anthony ạ. Dạ, thưa sư, người nước ngoài, người không có hộ chiếu Việt Nam và người có quốc tịch Việt Nam, vì có hộ chiếu Việt Nam nhưng lại chưa có căn cước công dân thì có được phép viếng thăm chùa Phúc Minh để tham quan hoặc đến chùa tu học thiền trong một thời gian ngắn như một tuần hay vài tuần được không ạ? Đến tham quan thì được, đến nhưng mà quy định phù hợp với pháp luật chính quyền địa phương. Thì với người nước ngoài có thể đến tham quan, có thể đến học hỏi thiền theo nhu cầu tín ngưỡng của mình. Nhưng mà nghỉ thì phải nghỉ ở bên ngoài, nghỉ ở nhà nghỉ. Tức là đây có những cái nhà nghỉ hay khách sạn thì mình có phải nghỉ ở đấy. Vì trong chùa, chứ trong chùa không tiếp nhận được người nước ngoài nghỉ qua đêm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ Phật tử. Bố của con rất nóng tính và hay uống rượu, áp đặt mọi người theo ý của mình. Con và người nhà đã nhiều lần góp ý nhưng không thay đổi. Ông nói nếu sau này ông 100 tuổi thì phải chôn ông như tục lệ ngày xưa chứ không được hỏa táng. Chúng con cũng đã nói
Sang nói gần để ông hiểu về vấn đề này, nhưng ông vẫn giữ nguyên quan điểm của ông. Nếu sau này khi ông 100 tuổi, chúng con không làm theo ý của ông thì có vấn đề gì không ạ? Và bây giờ có cách gì nói chuyện để ông giảm bớt tính nóng giận và tính gia trưởng không ạ? Khó lắm, khó có thể mà chỉ có Đức Phật ấy, còn đời mới độ được những người ngang bướng như vậy. Chứ còn giờ mình không tu tập mà độ làm sao được những người khó tính như vậy. Thì ông cụ thích làm sao mà cứ chiều y như thế. Chôn thì có gì khó đâu. Thì mai mốt ông chết thì cứ mang đi chôn. Chôn một lần, chôn đào sâu, chôn chặt. Thế là xong. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngô Đức Phúc ạ. Dạ, con kính bạch sư. Xin sư cho con hỏi là có trường hợp nào vì tâm nguyện hộ trì Tam Bảo mà một vị bất lai có thể quay lại cõi người không ạ? Con xin tri ân sư. Nó có muốn quay lại không quay được nữa. Như một vị A-la-hán hay Đức Phật đã chứng đến đạo quả đấy rồi, không quay trở lại được nữa. Mà các vị đấy không còn cái tâm muốn nữa, không còn muốn quay trở lại nữa. Đã ở thế gian như thế là quá đủ rồi, quá nhiều rồi, quá lâu rồi, quá nhàm chán rồi, giờ đi được là quá hạnh phúc rồi. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hương Thảo ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin chưa chưa con hỏi là trong lúc con hành thiền hơi thở nhưng tâm nó lại phóng dật không để tĩnh tâm được. Có cách nào để con được tĩnh lại trong lúc hành thiền không ạ? Mình cứ hành với cái tâm động đấy rồi nó sẽ lắng xuống dần dần, chứ đừng có đấu tranh với nó, đừng gò ép, đừng khó chịu với nó. Càng khó chịu với nó thì nó càng khởi lên nhiều. Rồi nó từ từ dần dần nó sẽ lắng xuống thôi. Cho nên là cứ ngồi cứ biết hơi thở. Còn cái tâm động thì cứ để nó động không sao ấy. Nó cần phải có sự kham nhẫn, cần phải có sự nhẫn nại, cần phải có sự kiên trì, cần phải có thời gian để cho nó lắng dần dần. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ngô Đức Phúc ạ. Dạ, xin sư cho con hỏi là một đề mục phù hợp với mình là đề mục mình thực hành có tiến bộ, có phải không ạ? Vì như thiền xương thì con thấy hoan hỷ dù mới tưởng tượng ra đối tượng ạ. Khi nào mà cái pháp thiền đấy mà mình cảm thấy nó bớt đi cái phiền não, cái triền cái, tham dục sân hận hôn trầm tụy miên trạng hối hoài nghi của mình, càng lúc nó càng bớt đi thì đấy là phù hợp. Càng nó thanh tịnh lên, cái chánh niệm tỉnh giác nó tăng lên thì đấy là phù hợp. Dạ, con kính bạch sư, đã hết tất cả các câu hỏi trong buổi ngày hôm nay ạ. Hồi hướng. Idame bunyam asavakajam vaham hotu. Idame bunyam nidbanasa pachajo hotu. Mama punya pagam sabasabthanam pachemi te sabbe medamam punya pagam napantu sadhu sadhu sadhu.